Một căn góc hai mặt tiền, có đầy đủ sân trước này, có cổng rào và cái đường trước nhà là đường bê tông lên tới 5 mét. Còn cái đường bên hông này thì sẽ dẫn vào một cái khu nhà nằm phía trong này, phía sau này. Đường này thì là gọi là đường nội bộ anh chị, đường này tầm khoảng 3 mét đường bê tông. Đó, thì căn của mình là căn số 1 nha, một căn góc hai mặt tiền. Đây là đường trước nhà của mình nè, bê tông anh chị. Bê tông rất là sạch sẽ và rất là rộng thoáng ha. Khu này dân không quá đông, cho nên là rất là yên tĩnh, rất là thoáng mát. Nhưng mà vị trí này đi ra lại đường nhựa từ lộ chính ngay chỗ ngã ba Mỹ Hạnh cũng khá là gần chứ không quá xa ha. Và căn nhà của mình thì với diện tích là ngang 3,8 m, gần 4 m, chiều sâu vào là 10 m tính luôn sân, tức là cái nhà 8 m và khoảng sân trước 2 m nha. Đó, một trệt một lầu đúc kiên cố. À, căn nhà này cái điểm mạnh của nó là cái trần rất là cao, cho nên là cô bác anh chị mình thấy rất là thoáng nha, nhà này rất là thoáng luôn. Và căn góc cho nên phía sau này ngay bên khu vực bếp này, bên hông này sẽ có thêm một cái cửa sổ nữa đây, một cái cửa chính nữa. Đây là cái cửa chính để dẫn ra lại cái đường nội bộ này đó. Căn góc thì mình sẽ có cái lợi thế là mình trổ được hai cửa hai bên ha, cửa trước và cửa bên hông luôn, cho nên căn nhà mình rất là thoáng. Khu vực nấu ăn, khu vực bếp anh chị mình nấu ăn thì cái mùi nó sẽ bay ra từ cái cửa này, cho nên cái nhà rất là thông thoáng anh chị. Và cô bác anh chị mình thấy nè, cái nền nhà nó cao hơn so với mặt đường rất là nhiều nha ha, cái nền nhà rất là cao so với mặt đường. Nhà này thì mình sẽ có hai phòng vệ sinh phía trên một phòng và phía dưới một phòng, hai phòng ngủ phía trước phía sau. Còn cái vị trí này thì anh chị mình để máy giặt ha. Một trệt một lầu đúc nha, nhà còn rất là mới anh chị, nhà còn rất mới. Cầu thang làm rất là đẹp anh chị, cầu thang làm đẹp lắm, ốp đá và hai bên thì là tay vịn được làm bằng gỗ đỏ, lan can thì cũng được làm bằng gỗ đỏ luôn, rất là đẹp và thẩm mỹ ha. Cầu thang đây đúc nha, đúc thật, một trệt một lầu đúc thật, hai phòng ngủ hai phòng vệ sinh. Vị trí nằm gần với lại ngã ba trung tâm của miền Hành Nam, đi về cầu Lớn Hóc Môn khoảng 4-5 cây số thôi. Phía trên này mình sẽ có hai phòng ngủ, đây là phòng ngủ phía sau này. Ở đây phòng ngủ mình cũng có một cái cửa sổ bên hông, tại vì bên hông của mình là con đường, cửa sổ này nó đang bị dị mà không ra này đó, tại vì bên hông của mình là con đường nội bộ cho mình trổ được cửa sổ ha. Còn đây là không gian nhà vệ sinh thứ hai, hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ rất đẹp luôn, có sân trước và góc hai mặt tiền, đường bê tông 5 mét nha. Đó, và căn này giá tổng là chỉ có đúng 600 triệu anh chị, đúng 600, đúng 600 cho một căn nhà góc hai mặt tiền ha. Phía trước này mình sẽ có thêm cái khoảng ban công này, một cái khoảng ban công nhỏ nhỏ. Còn đây là cái view trước nhà của mình, rất là thoáng luôn. Em nói khu này dân cư không quá đông, cho nên là cái không gian ở đây rất là thoáng. Anh chị nào mình cần một cái nơi để mình chữa lành đó, một cái nơi yên tĩnh đó, yên bình đó, không quá gần, không quá xa thành phố, nhưng mà rất là yên bình, yên tĩnh, thì cái nhà này phù hợp lắm. Tổng giá là 600 nha anh chị, tổng giá 600 ha.